xin giới thiệu đây là bên tầng bếp mà 2 kW, đây là bảng hướng dẫn tương chung rất là chi tiết đầy đủ. Đây là cặp chiếc của mình từ đây là cơ chất gồm xốp quay test thử. Tần số là 5 Hz, động cơ quay rất là chậm. Hiện tại máy đang cài chế độ là LC Stereo. Chạy rất là tít và êm. Văng luôn cú sốt. Rất là mát. Đây là của Zenzu 1,5 kg R16, chạy rất là êm, không rung. Tần số đang là 250 Hz. Linh kiện được cung cấp bởi Thư, điện thoại 0909112460, luôn có hàng và hướng dẫn kỹ thuật đầy đủ, bảo hành nhiều năm, hỏng thì bỏ. Xin cảm ơn.